Tài, thế cậu đã đi hiến máu giờ chưa? Trời ơi, đi rồi. Đi rồi. Ờ, đi rồi á. Ờ, mình nắm được rồi đó. Ờ. Mà nói thiệt không được ăn sáng nha. Ờ. Đi ăn á. Mà cậu mà hai lần á phải cắt nhau 6 tháng một lần á. Ờ, đúng rồi. Ủa hai ông chưa về hả? Có đi liên hoan với tôi không? Tôi hẹn mọi người ra quán rồi đó. Tranh thủ có tiền bồi dưỡng mình làm bữa liên hoan. Ok thôi, nhưng mà bọn tôi phải chờ Kiến Béo tới đã. Hình như nó hiến thứ hai đơn vị máu lận, nên chắc phải chờ chút xíu mới xong. Này con có bà, có thấy điều gì lạ trong buổi hiến máu không? Lại tiêu được em nào chứ gì? Vậy cho ông em nói thế nào? Không, à, sao bà lại nghĩ vậy? Tôi bản chất lương thiện mà. Vấn đề là tôi thấy thằng Quân nó không được hiến máu. Ừ ha, tôi thấy nó đi ra đi vô mấy lượt á. Đúng rồi, Quân nó đến trước tôi. Chẳng hiểu sao chưa được lấy máu. Không biết tại sao ta. Lúc tôi với ông Huy và ông Kiên Béo chờ đến được lấy máu, thì thấy thằng Quân đi gọi cho phòng bác sĩ tư vấn làm gì đó. Đặng Lâm, Hải Dân, Ngọc Bích. Dạ. Các em vô hiến máu đi. Em Trung Quân đâu? Dạ. Em là Quân. Dạ. Em có kết quả xét nghiệm rồi. Em qua phòng có biển tư vấn. Bác sĩ cần gặp em một chút. Chị ơi, thế xét nghiệm của em thế nào rồi hả chị? Em là cái thằng khỏe nhất lớp đó chị à. Chắc là máu của em hẳn là sẽ tốt phải không hả chị? Em cứ qua gặp bác sĩ nha. Người tiếp theo nào? Ai là Quang Huy? Dạ. Chị ơi, chị cho em hỏi. Em là Huy. Dạ. Lạ thiệt, tôi cũng thấy vậy. Tôi cũng thấy lạ. Tôi có đi qua một hai lần để coi Quân nó có vấn đề gì. Dạ, đây là xét nghiệm của em. Có vấn đề gì không hả chị? Em cần phải làm thêm xét nghiệm. Trước mắt em phải bình tĩnh và đừng có lo lắng nha. Xét nghiệm thêm hả? Xét nghiệm gì vậy? Hôm nay đã làm xét nghiệm kiểm tra hết rồi. Ai khỏe máu tốt thì lấy máu thôi. Chắc Quân nó có bệnh gì thì mới phải xét nghiệm thêm chứ. Bệnh à? Bệnh gì mới được chứ? Tôi thấy thằng Quân nó vẫn khỏe đó chứ. Bệnh gì? Ở mờ vậy. Ông cứ nói thẳng ra xem là bệnh gì nào. Là HIV à? Ờ, mấy cái ông này hồ đồ. Nói vậy mà cũng nói được à? Vậy tôi hỏi bà nha. Thế bây giờ máu gì thì người ta không lấy nào? Thì máu có bệnh. Vậy bệnh nào hay lây qua đường truyền máu? Thế này nha, máu có nhiễm HIV á là máu không thể dùng được. Lấy rồi người ta cũng bỏ đi thôi. Vì tôi thấy bên Nhật á, vừa rồi người ta trả cho mấy ông bác sĩ phải đi tù về cái tội truyền nhầm máu có nhiễm HIV cho bệnh nhân đó. Nhưng cũng có thể là bệnh khác thì sao? Ôi, cái bà này kém cập nhật trí tuệ quá. Chỉ có HIV thôi, người ta chẳng tuyên truyền mãi là gì. Nhưng mà tôi thấy Quân có điều gì khác thường đâu. Làm sao mà mắc bệnh được? Đấy là các ông bà không biết đó thôi. Chứ thằng Quân này á, có nhiều vấn đề lắm. Mồm thì cứ bảo yêu văn nghệ văn gừng này nọ. Nó là cái thằng á, chúa hay đi đêm về hôm á. Ờ đúng rồi. Có hôm tôi thấy nó về ký túc xá muộn lắm, đèo theo mấy ông chân dài, nháo nhào rồi đi luôn. Bạn diễn thì sao? Ừ, bạn diễn gì? Bạn diễn gì mà lại đi vào giờ đó? Không về ký túc xá ngủ thì ngủ ở đâu? Đúng rồi, sống gấp vậy làm gì mà không dính. Mà nè, nói tôi mới nhớ nha,
Đã mấy lần tôi gặp nó 8-9 giờ sáng mà nó chỉ ngồi ngáp ra ra, không khéo nó chơi cả chất trắng không chừng á. Nghệ thuật này nọ là dễ sa ngã lắm. Ờ đúng rồi, như cái lão đại đen đó, diễn hay là vậy, sinh viên tụi mình cứ gọi là mê tít, vậy mà cũng nghiện đó. Các ông chỉ được cái hay suy diễn thôi. Suy diễn cái gì? Đó là tư duy logic. Cứ nghĩ chậm như các bà có ngày mang họa à? Nói thiệt nha, nghĩ đến đó tôi rợn cả người. Sao lại rợn cả người? Vậy có chơi bời như thằng Quân không? Ông có qua lại với mấy em chân dài không? Ông có xài ma túy không? Không, làm gì có chuyện đó. Vậy thì ông sợ cái gì? Chẳng là cách đây hơn một năm, tôi và thằng Quân có chơi thân với nhau. Cái hồi nó mới bắt đầu văn nghệ chăn gừng gì đó. Ờ thì các ông cũng chơi với nhau, mà hồi đó lớp mình ai cũng thân với nhau. Không, nhưng mà tôi hay ngủ giường nó. Mà nhiều đêm hai thằng còn ngủ chung với nhau nữa kìa. Mà cái thằng này á, chúa hay ôm hay gác. À, hôm nay nhà hả? Ừ, chị dạ. Không đi diễn hả? Ừ, tôi vừa mới đi Tây Nguyên về ông. Ủa, hay không? Có nhiều gì hay không? Trời vui lắm ông à, nhiều em xinh tươi lắm ông ơi. Có gì mới không? Kể đi. Trời ơi, trên đó toàn em trẻ đẹp, hay lắm. Xin trưởng ký tôi rầm rầm. Vậy hả? Sao không rủ tôi đi? Ừ, đi nha, mai tôi lại đi diễn ở trển đó. Ở Tây Nguyên hả? Ừ. Gọi nha. Nhưng mà mai tôi đi sớm lắm á, ông phải ngủ đây với tôi. Ngủ đây hả? Vui lắm, thích lắm á. Thôi được, ngủ thì ngủ. Nhưng hồi đó nó mới vô nghề, chắc chưa dính đâu. Nhưng mà cứ nghĩ nó nằm gắt tay gắt chân lên mình á, tôi thấy ghê ghê á. Sao hồi đó mình ngu vậy không biết. Cái ông này chỉ được cái hay suy diễn. Lúc thì bạn mình có ớt không, lúc thì sao mình có bị lây không. Thôi thôi, cái ông Huy này chỉ được cái hay lo xa. Ông chưa có vấn đề gì đâu. Vì sao à? Vì ông đã làm xét nghiệm và đều được hiến máu. Ừ ha, thế mà tôi cứ hay lo. Nhưng mà thôi, từ bây giờ thôi, không qua lại với thằng Quân ngày nữa. Không cần phải vậy, để coi coi thêm thế nào đã chứ. Thôi, tôi chung kết nha, không xem xét gì nữa, tránh xa ra cho an toàn. Để tôi coi thằng Kiên Béo xong chưa, rồi mình cùng đi, báo cho con bãi biết. Bản quyền phim Tình huống thuộc về Ngôi nhà tuổi trẻ, dự án mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản dĩ thành niên, thanh niên. Địa chỉ số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 04 5540 241 04 5540 155.